Mình ở đây bán hàng nên nhớ các bạn mua hàng hãng. Các bạn mua quần mà 6-700, 7-800 nhớ các bạn là hàng nhái toàn bộ nha các bạn. Mình mua ở đây là mua tặng hãng, mua mua sale những cái quần CK này nè. Ở Việt Nam bán tới 3 triệu mấy, 4 triệu mấy, 5 triệu nha các bạn. Vô store nó cũng vẫn có ở Việt Nam và áo trong mì cho 2 triệu mấy lần nha các bạn. Đó, mình mua ở đây mua sale và gửi từ Mỹ về. Đó, các bạn thấy không? Đó, Calvin Klein. Có tầm mì nữa các bạn, cặp nó mình đó dày. Đó. Áo 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 thì nãy mình thấy mình giới thiệu cho các bạn rồi đó. Áo. Đó, quần CK. Đó mua phải mua mới và nó là của tận hãng bên Mỹ, bạn hãng CK bên Mỹ. Đây giày. Đó, giày giày này hồi nãy mình quay rồi đó các bạn, giày đó là có